một số địa phương khu vực miền Đông, trong đó có huyện Hải Hà, mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ một số diện tích lúa và hoa màu của bà con nông dân, gây sạt lở trên quốc lộ 18A. Các đơn vị chức năng đã khẩn trương khắc phục, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông thông suốt. Một hộ gia đình ở xã Đường Hoa bị sét đánh làm hỏng mái nhà và toàn bộ hệ thống điện, rất may không có thiệt hại về người. Mực nước trên sông Hà Cối và sông Tài Chi dâng cao, làm ngập các ngầm tràn. Chính quyền các địa phương đã lập các chốt chặn và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, không để người dân đi qua ngầm tràn khi có lũ. Hệ thống các hồ đập thủy lợi cũng được theo dõi thường xuyên, thực hiện xả lũ theo quy định.